Tới thời điểm này, các đơn vị thuộc quân đoàn 12, trong đó có sư đoàn 312 đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho năm huấn luyện mới. Từ việc xây dựng, củng cố cơ sở vật chất, mô hình học cụ đến chuẩn bị thao trường bãi tập đều được cán bộ chiến sĩ quân đoàn 12 chuẩn bị chu đáo, đầy đủ. Thiết bị kiểm tra và hỗ trợ lấy đường ngắm đối với súng tiểu liên AK và súng STV-380 bằng ảnh quang học là một trong những sáng kiến điển hình giúp tăng tính sinh động, trực quan cho chiến sĩ mới sẽ được đưa vào huấn luyện trong năm nay. Tác giả sáng kiến là Trung tá Hoàng Minh Đức, người dày dặn kinh nghiệm huấn luyện bộ đội và từng đạt thành tích cao tại Hội thao quân sự quốc tế Army Games. Khí CO2 và khoáng nòng để làm sao khi bắn thì vẫn tạo sức giật và không đẩy. Thiết bị này khi tập bổ trợ chúng ta sẽ hướng tới các đồng chí mà có cái yếu lĩnh động tác bắn không tốt, có tâm lý bắn và đặc biệt là có đường ngắm sai. Thế thì qua này sẽ huấn luyện bổ trợ. Thế thì nâng cao sẽ gắn anh em vào với cái thực tế để vừa tạo sức giật này, tạo tiếng nổ này và có kết quả bắn luôn ở trên bia, hiện là trên màn hình, như vậy anh em sẽ có một cái trực quan này. Ngoài các sản phẩm sáng kiến mới, trước mùa huấn luyện, nhiều mô hình học cụ cũ đã được cán bộ chiến sĩ khắc phục, sửa chữa, bảo đảm yêu cầu về kỹ, mỹ thuật và ý đồ chiến thuật. Không chạy theo số lượng, các sáng kiến đều hướng tới nâng cao chất lượng huấn luyện và khai thác tối đa tính năng, kỹ chiến thuật của trang bị, khí tài mới được biên chế. Các cái sáng kiến cải tiến trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh và chỉnh sửa những nội dung mà các đơn vị thực hiện chưa đúng, chưa thống nhất để bảo đảm thực hiện thống nhất trong phạm vi của toàn trung đoàn. Đây là năm đầu tiên chiến sĩ mới của trung đoàn 165 được huấn luyện trên súng tiểu liên STV-380. Súng mới, hiện đại. Bởi vậy, việc thông qua giáo án cho đội ngũ cán bộ huấn luyện được đơn vị đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm hiệu quả, an toàn. Đơn vị chúng tôi tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ thống nhất về việc nắm về tính năng, kỹ chiến thuật và yếu lĩnh động tác của súng để bảo đảm thống nhất trong toàn tiểu đoàn và nâng cao chất lượng huấn luyện của chiến sĩ mới năm 2024. Những mô hình học cụ sát thực tế, những thao trường được chuẩn bị ngày càng chính quy, khoa học. Đây là tiền đề quan trọng để các đơn vị của Sư đoàn 312 sau khi ổn định tổ chức biên chế sẽ giành những thành tích cao trong năm huấn luyện mới.